Xin chào mọi người nha. Chào mừng các bạn đã đến với ở The Life in America Channel. Hôm nay mình sẽ có trò vui gì mới cho các bạn đây. Nếu như mà các bạn đã đọc tựa thì chắc hẳn các bạn cũng biết hôm nay mình sẽ làm gì ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo khuôn viền và chữ. Không phải là chữ và khuôn viền bình thường đâu nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo hiệu ứng chữ và khuôn viền nhiều màu nha. Và ở đây nó sẽ chuyển động. Màu sắc nó sẽ chuyển động ở bên trong cái chữ hoặc là cái khuôn viền của bạn. Thì làm rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần xem các thao tác của mình hướng dẫn là sẽ làm được ngay. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tự sáng tạo thêm những kiểu chữ hoặc là màu sắc hoặc là những cái chuyển động mà mình muốn. Nói chung là các bạn cứ tạo ra một cái gì đó khác biệt cho riêng mình. Mời các bạn tham khảo qua một số hiệu ứng mà mình đã tạo nhé. Hiệu ứng đầu tiên, chữ và nền nó tương đồng với nhau. Còn hiệu ứng thứ hai thì ở bên trong nó là kiểu chữ 7 màu. Còn khung viền mình sử dụng khối tan. Riêng kiểu chữ thứ ba thì mình sử dụng là bằng hình ảnh chứ không phải là bằng video. Còn cái thứ tư là hiệu ứng ánh sáng nhiều màu. Thao tác làm của nó cũng giống như cái đầu tiên nha các bạn. Trước tiên các bạn nhớ tải ứng dụng KineMaster về máy nhé. Nếu như bạn nào chưa tải về hoặc là chưa biết cách sử dụng cơ bản thì các bạn theo dõi cái video làm thế nào để có một hiệu ứng intro mở đầu thật ấn tượng của mình nhé. Sau khi tải KineMaster về máy, các bạn nhớ lưu ý là phải tải một số đoạn video về hiệu ứng khói tan hoặc là hiệu ứng 7 màu hay là hình ảnh về màu sắc mà mình muốn. Nói chung là các loại video có màu sắc mà mình muốn để tạo hiệu ứng cho cái khuôn viền và chữ nha. Còn một điều nữa, đó là nếu như mà các bạn không biết cách tải video từ trên YouTube về điện thoại á, thì mình có thêm một cái phần hướng dẫn để cho các bạn biết cách tải về. Nhưng mà ở đây mình hướng dẫn tải về iPhone nhé. Thì các bạn tham khảo qua cái đoạn video trên YouTube của mình. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn tận tình cho các bạn theo dõi nhé. Các bạn chọn KineMaster. Chọn vào dấu cộng. Chọn kích thước. Tiếp theo các bạn vào Media để chọn nền cho hiệu ứng của mình nhé. Các bạn chọn vào Background và chọn cái nền mà mình muốn. Ở đây mình sẽ sử dụng nền màu trắng nha. Các bạn chạm vào phần cuối của thanh màu trắng để kéo dài cái thời lượng của hiệu ứng mà mình muốn. Tiếp theo các bạn chọn vào Layer, chọn Media và chọn cái video mà mình muốn để tạo màu cho chữ và khung viền nhé. Ở đây mình sẽ sử dụng hiệu ứng khói tan để làm màu cho chữ và khung viền. Các bạn phóng to nó ra nhé. Và mình sẽ có cái đoạn video như thế này. Xem xong thì các bạn nhớ tua lại cái phần đầu. Để tiếp tục mình vào Layer, chọn Text và gõ chữ mà mình muốn nhé. Tên kênh của mình là ở The Life in America cho nên mình sẽ gõ cái chữ này nha.
Sau khi gõ chữ xong thì cái chữ của mình hiện tại nó đang là màu trắng, nó sẽ tiệp màu với lại cái hiệu ứng đó, cho nên các bạn phải đổi màu chữ nha. Sau khi đổi màu chữ xong á, thì các bạn chọn vào cái phông chữ để mình chọn kiểu chữ mà mình mong muốn nè. Các bạn nên cho chạy thử để căn chỉnh lại cái bố cục của hiệu ứng nha. Rồi bây giờ mình cho cái lớp chữ này nằm xuống dưới để lát nữa mình sẽ chỉnh sửa. Tốt nhất thì các bạn nên chọn vào hiệu ứng và cho nó trồi lên trên cùng thì mình dễ xử lý hơn ha. Như các bạn đang thấy thì hiệu ứng nó đã che mất cái chữ của mình rồi nha. Bây giờ mình sẽ lồng cái màu của hiệu ứng vào trong chữ bằng cách chọn Blending. Rồi, ở đây nó xuất hiện một số hiệu ứng. Mình có thể chọn cái hiệu ứng mà mình mong muốn. Các bạn cứ thoải mái chọn và test thử cái hiệu ứng này. Cái nào mà mình thật sự mong muốn thì mình hãy lưu lại. Để mình test thử một số hiệu ứng này, các bạn xem thử nha. Sau khi test thử một số hiệu ứng thì cái mà mình ưng ý nhất là hiệu ứng Scream. Mình chạy thử cho các bạn xem nha. Cái kiểu chữ này á, lúc ẩn lúc hiện theo cái làn khói tan mà mình cho các bạn xem lúc nãy. Cái màu chữ này hơi nhạt nên không được bắt mắt cho lắm. Mình sẽ đổi màu đậm hơn một chút xíu. Rồi các bạn xem thử nha, thấy có ổn hơn không nè. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục tạo khuôn viên nha. Các bạn bấm vào layer, chọn cái cây cọ ở phía cuối cùng đó. Sau đó thì nó sẽ xuất hiện ra cái thanh công cụ như thế này. Các bạn bấm vào cái chấm cầu màu trắng để chọn màu sắc nha. Tiếp theo các bạn chọn vào cái ô vuông này để chọn kiểu dáng của khuôn viên nha. Còn cái chấm cầu nhỏ này là độ dày mỏng của nét. Sau khi chọn xong thì các bạn chạm vào màn hình để vẽ khuôn viên nha. Sau khi vẽ xong khuôn viên á, thì các bạn nhớ sắp lớp cho nó nằm ở phía dưới của cái hiệu ứng khói màu ở phía trên đây nha. Để mình chạy thử cho các bạn xem cái hiệu ứng mà mình vừa tạo ra nhé. Nếu như mà các bạn cảm thấy chưa có hài lòng cho lắm á, thì các bạn tiếp tục vào Blending để chọn cái hiệu ứng khác nha. Bây giờ tiếp tục mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái thao tác để làm cho cái hiệu ứng bên ngoài khuôn viên khác mà cái chữ nó lại khác như trong cái hiệu ứng thứ hai mà mình đã cho các bạn xem lúc nãy. Các bạn tiếp tục vào layer, chọn hiệu ứng 7 màu mà ban đầu mình đã tải về. Trong phần này thì cái background mình đã thay đổi thành màu đen, cho nên các bạn đừng có thắc mắc tại sao lúc nãy mình làm cái hiệu ứng bên kia là cái nền màu trắng mà bây giờ chuyển qua bên đây là nền màu đen nha. Thực chất thì mình đổi nền để cho các bạn dễ phân biệt được cái hai cái hiệu ứng này nó khác nhau ở chỗ nào thôi. Sau khi chọn xong cái hiệu ứng 7 màu thì các bạn thu nhỏ lại vừa đủ để lắp cái chữ ở bên dưới thôi. Xong thì tiếp tục các bạn vào Blending để chọn hiệu ứng nha. Các bạn chọn theo sở thích của cá nhân các bạn, không cần phải chọn theo mình đâu nha. Mình chạy thử cho các bạn xem. Cái chữ ở bên trong là hiệu ứng 7 màu, còn cái khuôn viền là khuôn viền khói tan nha. Hiệu ứng màu ở bên trong chữ và khung nó hoàn toàn khác nhau và nó đều chuyển động.
nó đều chuyển động khác nhau luôn. Để mình chạy lại lần nữa cho các bạn xem kỹ hơn ha. Đó, các bạn thấy không? Rồi, ở cái đoạn này nè, bạn nhìn kỹ vào cái chữ á, cái màu sắc của nó đang xoáy ra đó, các bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn cách tạo hiệu ứng chữ và khung viền, nhưng mà sử dụng bằng hình ảnh nha, không phải dùng bằng hiệu ứng video nữa. Các bạn nghĩ rằng khi sử dụng hình ảnh thì hiệu ứng màu bên trong cái chữ và khung viền đó nó sẽ không chuyển động đúng không? Các bạn cứ yên tâm làm theo thao tác của mình thì hiệu ứng màu ở bên trong chữ và khung viền nó sẽ chuyển động theo ý của các bạn thôi. Trước tiên các bạn xóa cái hiệu ứng khói tan này đi nha. Rồi, vào layer, chọn media. Vào một hình ảnh, các bạn chọn cái hình ảnh mà lúc đầu các bạn đã tải về. Cái hình ảnh này nó có nhiều màu sắc theo ý của các bạn, để khi mà mình đưa vào chữ á, nó sẽ đẹp hơn ha. Mình thích hiệu ứng khói tan cho nên mình sẽ chọn cái hình ảnh này ha. Cái hình ảnh này cũng là hình ảnh khói tan, nhưng mà cái màu sắc của nó khác với cái video lúc nãy. Xong các bạn nhớ phóng to nó lên và chỉnh sửa lại cái bố cục nha. Mình muốn đoạn màu sắc này nó nằm ở khúc nào của cái chữ á, thì các bạn dịch chuyển nó lên sao cho vừa ý mình là được rồi. Bây giờ mình sẽ đổi màu cho cái background này thành màu đen để cho nó tiệp màu với lại cái nền của cái ảnh này nha, để dễ sử dụng hơn nè. Các bạn có thể kéo bốn thanh hiệu ứng và hình ảnh ở bên dưới lại cho bằng nhau, hoặc các bạn muốn nó xuất hiện ở khúc nào thì các bạn đặt nó ở vị trí đó cũng được, không sao hết ha. Bây giờ mình kéo nó bằng nhau để mình hướng dẫn cho các bạn cho dễ hơn. Ok, bây giờ các bạn ấn vào cái hình ảnh mà mình mới vừa tải lên đó nha. Các bạn chọn vào Blending. Rồi, ở đây thì nó có mấy cái thanh hiệu ứng như lúc đầu mình đã chỉ cho các bạn đó. Thì bây giờ các bạn cứ chọn cái hiệu ứng nào mà mình cảm thấy thích, ok nhất. Xong rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm các thao tác còn lại để cho cái màu sắc ở trong cái chữ này nó chuyển động ha. Vì thực tế đây là hình ảnh đứng cho nên nó sẽ không có chuyển động cái màu sắc ở bên trong nữa. Ok, mình đã chọn được cái hiệu ứng này rồi. Bây giờ quay trở lại, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm cho cái hiệu ứng này nó chuyển động nha. Các bạn chọn vào cái hình ảnh màu đó. Các bạn nhìn vào thanh công cụ, các bạn sẽ thấy có ba cái chấm tròn animation đó. Cái đầu tiên á, là mở đầu của hiệu ứng. Cái ở giữa á, là trong suốt quá trình hiệu ứng diễn ra. Cái cuối cùng á, là kết thúc, nghĩa là các bạn muốn nó xuất hiện như thế nào, diễn ra như thế nào và biến mất như thế nào. Mấy cái thao tác này thì đơn giản rồi, cho nên các bạn cứ tự mình khám phá nha. Các bạn cứ chọn cái hiệu ứng mà mình yêu thích nhất ha. Bây giờ mình sẽ chọn một số hiệu ứng cho các bạn xem thử nha. Ở đây có rất là nhiều hiệu ứng chớp, nháy hay là hiệu ứng rơi, vân vân. Các bạn có thể tự chọn thoải mái hết. Khi các bạn chọn vào hiệu ứng á, ở bên dưới nó sẽ xuất hiện một cái thanh công cụ. Cái thanh công cụ này dùng để chỉnh cái tốc độ của cái hiệu ứng sẽ diễn ra ha.
Mình đã chọn được cái hiệu ứng mà mình muốn rồi, nhưng mà cái màu sắc di chuyển ở bên trong á, mình chưa ưng ý lắm, cho nên mình sẽ dịch chuyển lại cái bố cục của cái hình ảnh, cái bố cục của cái hình ảnh màu á, để cho cái màu sắc đẹp nhất nó sẽ nằm ở bên trong cái chữ. Hiệu ứng của mình đã chỉnh xong rồi nè, rất đơn giản có phải không nào? Các bạn hãy tự tay làm cho mình một hiệu ứng intro riêng biệt, để không phải sử dụng lại hiệu ứng intro của người khác, tránh vi phạm bản quyền các bạn nhé. Chúc các bạn thành công. Nếu cảm thấy video này hữu ích, hãy nhấn like và subscribe cho mình nhé, để mình có thêm động lực ra thêm các video tiếp theo nữa nhé. Bye bye và hẹn gặp lại.